Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em. Chúc cho tất cả các anh em có chung niềm đam mê các loại động cơ của xe tải, xe tàu thuyền hút cát hay tất cả các loại cầu cống liên quan đến xe tải nha. Xe thùng, xe ben, tất cả. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nha. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn. Lâu lắm rồi mình em không bán cái dòng máy Nissan FD46 này. Hôm nay lại có một vị khách rất đặc biệt, đó là vị khách ở Tiền Giang. Đó là em Nhân. Em ấy ở Tiền Giang, em ấy có xem trên mạng và biết đến cơ sở của em. Đây. Nhân này. Tên là Nguyễn Ngọc Nhân. Ở bến phà Tân Long, Gò Công. Bến phà Tân Long này, Gò Công Tây, Tiền Giang nhá. Tận Tiền Giang cơ, bến phà Tân Long ấy anh em ạ, Gò Công Tây. Thì em ấy có xem trên mạng và biết đến em, thấy bảo là em cũng theo dõi kênh bán hàng của anh rất là lâu rồi. Thấy anh bán hàng uy tín đấy. Với lại bên cơ sở anh có nhiều hàng, nhiều máy đẹp. Hôm nay thực sự là máy của em nó vừa hỏng, con máy FD46. Thì em muốn mua con máy về để thay. Thì bên anh có không? Cũng may là bên cơ sở em có con FD46 này vừa mới về này anh em ạ. Thì chụp ảnh cho em Nguyễn Ngọc Nhân thì em ấy ok bảo anh ơi, em cọc tiền cho anh cho thợ kiểm tra máy rồi lủ máy cho em với. Được cái là em ok, em chốt liền luôn. Thì sau khi em cẩu máy ra và cho anh em thợ rửa ráy thật sạch, thật đẹp thì đây, chuẩn bị để cho em ấy lủ thì làm cái video để lủ để chuẩn bị gửi video cho em ấy. Thì con máy Nissan FD46 này thì lâu lâu không bán được, còn không nhớ cái vòng con này là lòng nó bao nhiêu, nhưng hình như là khả năng có lòng của nó là 1.04 thì phải anh em ạ. Đây này, em sẽ đọc của nó là vòng tua của nó là một, là con này là Nissan FD46 này, vòng mã lực của nó là 170 PS và vòng tua của nó là 3.000, à 1.800 đến 3.000, à 3.000 vòng trên phút đấy anh em ạ, 3.000 vòng trên phút nhá. Lòng của nó khả năng là nó như con Hyundai 3.5 ấy, 1.04 ấy. Còn mã lực con này tận 170 cơ anh em ạ. 170. Cái máy Nissan này thì em ít gặp vì ở Việt Nam mình ở trên xe thì không có, như anh em mua ở trong miền trong ấy. Thấy anh em mua hay mua cái máy này thỉnh thoảng em bán được anh em ạ. Thì tình trạng con Nissan FD46 này thì em Nhân em ấy chỉ lấy nguyên máy nha, không lấy số nha. Sau khi máy móc xong xuôi em sẽ tháo số ra bỏ lại, chỉ bán nguyên máy thôi. Thì con máy này nó đẹp ở đâu sẽ quay cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết nhá. Đây này. Máy Nissan này của Nhật nhá. Đây, dây co dầu vẫn bảy màu hết. Máy nghĩa địa anh em ạ, máy nghĩa địa. Máy này cũng chưa được rửa kỹ lắm đâu. Đây, tất cả còn nguyên zin, chưa có sự can thiệp của cà lê nhá, chưa mở miếc gì đâu. Đây này, máy đẹp lắm. Cổ co gió các thứ này vẫn còn trắng tinh, cổ nhôm vẫn còn trắng tinh luôn nhá anh em nhá. Đây. Hai bên rè đẹp lắm. Nói chung là máy cực đẹp luôn anh em ạ. Đây này. Máy Nhật hẳn hoi luôn. Toàn chữ Nhật hết này. Japan đấy anh em ạ. Đây, những cái mắt nước của nó vẫn còn trắng tinh này anh em ạ. Mắt nước vẫn trắng tinh này. Máy đẹp lắm. Đây, cổ co gió này, dây co dầu bảy màu hết này anh em ạ, dây co dầu bảy màu hết luôn nhá, đẹp rực rỡ luôn. Đây, Nissan này, Nissan Diesel này, chỗ này nó có thông số của nó luôn này, FD46 này. Con này là 170 PS đấy, turbo tu biết vẫn còn nguyên hết, đồ đạc vẫn còn nguyên này, turbo vẫn còn nguyên này anh em ạ, đẹp lắm. Cái bô xả máy nó chạy ít, vẫn chưa bị rỉ đâu, đẹp, đẹp mê hồn luôn này anh em ạ. Nissan FD46 nhá, hai bên dây lốc, máy còn nguyên zin, chưa có một tí gioăng keo nào luôn nhá. Máy nguyên zin chưa có một tí gioăng keo nào luôn anh em ạ. Cực đẹp, cực chất luôn. Đây, nguyên zin chưa có một tí gioăng keo nào luôn nhá. Rồi. Đây. Quá đẹp và chất lượng. Đây, hình thức bên ngoài bơm này, bơm to này. Máy Nissan xịn luôn, Nissan của Nhật xịn luôn nhá. Hình thức bên ngoài quá ok và chất lượng rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test máy và gửi video cho em Nguyễn Ngọc Nhân ở Tiền Giang nhá, ở Tiền Giang nhá. Lổ đi em ơi. Êm du luôn nhá. Không có một tí khói nào luôn. Quá chất. Đúng là Nissan của Nhật có khác. Không khói nhá.
này. Ga mạnh mạnh không? Không thể chê vào đâu được nha anh em nhá. Ơi nó quá khỏe luôn. Em du luôn. Em du luôn nha anh em nhá. Không có một tí đổ hôi nào luôn này. Sợ chưa? Không khói, không đổ hôi. Lít sàn để lâu để nháy cái lổ luôn mà không có một tí đổ hơi nào luôn nhá, không ra một tí khói, không một tí đổ hơi nào luôn, quá chất lượng rồi. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm lít sàn FD46 cho em Nguyễn Ngọc Nhân nhé, ở bến phà Tân Long, Gò Công Tây, Tiền Giang nhá. Một siêu phẩm thực sự luôn, đúng là máy lít sàn lổ lên thì không bao giờ làm cho anh em phải thất vọng anh em ạ. Máy này để lâu lâu không nổ mà lổ lên không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn anh em ạ. Nghe tiếng nổ của nó vẫn sướng thật. Trước đây em cũng bán một con rồi, nghe tiếng nổ của nó cảm giác sướng phê hết cả tai luôn anh em ạ. Lít sàn không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá mọi người nhá. Em sẽ đăng video lên kênh, nếu mà anh em có xem được video thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Sau đây em sẽ cho anh em thợ tháo cái cục số này ra, rồi đóng ba lết cuốn dây bóng, rồi gửi vào trong Tiền Giang cho em Nguyễn Ngọc Nhân nhá. Và em cũng xin ý là nếu mà em sẽ đăng video lên kênh, nếu mà anh em có xem được video ấy thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về chất lượng tiếng nổ. Và anh em nào có nhu cầu mua máy móc gì thì anh em liên hệ cho em nhá. Nếu mà cái video em đăng lên ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube, TikTok, Google tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh, và trong đó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em, có được đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, và người ta có làm ăn uy tín hay không, để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em mua phải những cái chỗ người ta không có cơ sở đàng hoàng, không làm ăn uy tín ấy, cọc tiền cho người ta rồi mất tiền cọc, hoặc là người ta gửi hình ảnh một con máy rất là đẹp, gửi video một con máy rất là đẹp, nhưng khi gửi vào là một con máy không đúng, khi mà mình đã chuyển tiền cọc rồi thì muốn lấy lại không được, và không lấy tiền, không lấy có con máy đấy thì phải là thì mất tiền cọc. Vì thế mà anh em khi mua hàng ấy, mọi người phải tìm hiểu thật kỹ nhá, để không phải rơi vào những trường hợp như thế. Vì tại sao mà ở video nào em nói, vì khi mà anh em rơi vào những trường hợp như thế nhiều thì anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng. Mà em là người bán hàng trên mạng rất là nhiều, mà bây giờ vì một số thành phần mà như thế mà mình bị ảnh hưởng thì rất là buồn. Vì thế ở video nào cũng nhắc nhở để cho anh em, vì bảo vệ cái quyền lợi của anh em và để cho anh em không phải rơi vào những trường hợp như thế nữa, anh em hiểu chưa? Vì thế mà phải anh em phải lưu ý nhá, đừng hám rẻ quá, cả đến lúc đừng hám rẻ xong lại rơi vào những cái trường hợp như thế rất là đáng tiếc anh em ạ. Em cũng bị ảnh hưởng luôn.
Và là em cũng Hưng cũng xin thông báo là nếu mà máy móc của anh em ấy nó hỏng hóc chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy, thì anh em cần mua đồ vặt gì của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác nhá, anh em cần mua đồ vặt gì, lốc trục, quy lát, turbo hay bất kỳ cả một bộ phận gì, cả một con ốc hay cái gì của con máy mà anh em muốn mua ấy, thì anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày qua ấy, em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện bảo là anh ơi, anh bán cho em cái đồ này cả, không anh không bán cho em thì xe của em không nổ được, máy của em không chạy được. Thì thực sự là bán cái đồ vặt này nó không lãi bao tiền cả, nhưng nó giúp mình là quảng bá được cái thương hiệu và nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Sau này anh em có anh em bạn bè hay là anh em cần mua máy thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ đến mình và ủng hộ cho mình. Cái đấy điều đấy là điều được. Mà nói thật với anh em là những cái đồ đi theo máy này ấy, bao giờ nó cũng bền, rất bền nha. Cái đồ đi theo máy bao giờ nó cũng chất lượng hơn cái đồ mới rất là nhiều. Vì đồ mới là đồ sản xuất loại 2, loại 3 ấy, anh em ạ, sắt pha gang ấy, cái độ chất thép của nó sẽ không bao giờ bằng những cái đồ đi theo máy đâu. Vì thế mà những anh em thợ lâu năm ấy, người ta chỉ thích dùng những cái đồ cũ thôi, đồ đi theo máy ấy, vì cái chất lượng của nó khác hoàn toàn với đồ mới luôn nha anh em nhá. Em vì thế mà em bán được rất là nhiều đồ, vì trong những cái 5 tháng em bán máy cổ các ấy, được để lại được rất là nhiều những cái máy móc, những cái đồ gì dùng được thì mình để lại, những cái đồ gì hỏng thì mình kg hết. Vì thế mà em nói chung là đa số là đầy đủ đồ đạc, nếu mà anh em có nhu cầu là đầy đủ đồ đạc để cho mọi người có thể mua được, tháo ra để bán cho mọi người được. Vì có những anh em ở trên mạng người ta không biết tìm ở đâu để mua cả, mà bây giờ mình gặp được mình ấy, thì anh em bảo thôi giúp em, anh bán cho em. Như vậy là đơn hàng con máy Nissan FD46 cho em Nguyễn Ngọc Nhân đã xong. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến em Nhân nhá. Chúc cho ông em mua con máy của con Nissan FD46 bên cơ sở động cơ ô tô Hưng Thịnh về dùng thật bền, dùng thật tốt. Mong sao lúc nào nó cũng khỏe mạnh nhá. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.